cuộc sống hạnh phúc, các túi mật ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe và hệ tiêu hóa của bạn? Phẫu thuật cắt bỏ túi mật tương đối an toàn nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro ngắn hạn hoặc dài hạn ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, người bệnh cần có những giải pháp toàn diện để phòng ngừa biến chứng. Khi nào có chỉ định cắt túi mật? Hàng ngày, gan sản xuất ra khoảng 1 lít dịch mật được dự trữ trong túi mật. Khi chúng ta ăn, túi mật sẽ co bóp tống đẩy dịch mật xuống tá tràng để giúp tiêu hóa chất béo trong thức ăn. Khi không có thức ăn, dịch mật được cô đặc và dự trữ trong túi mật, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa ăn tiếp theo. Nếu không có túi mật, dịch mật không còn nơi dự trữ mà trực tiếp đi xuống ruột. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng hoặc thiếu dịch mật để tiêu hóa thức ăn, khiến bạn ăn uống khó tiêu hoặc gây tiêu chảy do lượng dịch mật xuống ruột quá nhiều. Như vậy, túi mật đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều tiết dòng chảy của dịch mật theo nhịp độ bữa ăn, giúp hoạt động tiêu hóa diễn ra thuận lợi. Vì thế, việc phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cắt túi mật nội soi hoặc mổ hở cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ trong các trường hợp như sỏi túi mật kích thước quá lớn, chiếm 2/3 diện tích túi mật, hoặc sỏi gây viêm túi mật và ứ tắc dịch mật, viêm tụy cấp do sỏi mật, túi mật bị viêm, teo, thành dày mất khả năng co bóp, túi mật bị vôi hóa, túi mật sứ, mắc kèm cả sỏi và polyp túi mật. Các biến chứng sau cắt túi mật. Trong những trường hợp bị biến chứng do sỏi mật, cắt túi mật là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho bệnh nhân. Nhưng nếu sỏi mật chưa có biến chứng thì phẫu thuật này không thực sự cần thiết. Vậy cắt túi mật có ảnh hưởng gì không? Để hiểu rõ hơn, hãy tìm hiểu một số biến chứng thường gặp sau phẫu thuật cắt túi mật dưới đây. Biến chứng liên quan đến phẫu thuật: nhiễm trùng, xuất huyết, rò rỉ dịch mật, tổn thương đường mật hoặc một số rủi ro gây mê, vân vân. Biến chứng sau phẫu thuật. Phẫu thuật cắt túi mật cũng gây ra những xáo trộn bất thường lên hệ thống tiêu hóa. Bệnh nhân có thể bị đầy trướng, khó tiêu sau mỗi bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc tiêu chảy kéo dài. Hội chứng sau cắt túi mật cũng là vấn đề nhiều người bệnh gặp phải sau phẫu thuật, với các biểu hiện đau vùng màn sườn phải do căng giãn đường mật, đầy trướng, chậm tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy, vân vân như lúc chưa phẫu thuật. Nguyên nhân có thể do rối loạn hoạt động cơ vòng, hẹp đường mật, có khối u đường mật, xót sỏi trong đường mật, vân vân. Đặc biệt, người bệnh cần nhớ cắt túi mật không có nghĩa là chữa khỏi hoàn toàn bệnh sỏi mật, mà chỉ là giải pháp tình thế, vì sỏi mật vẫn có thể tái phát trở lại ở các vị trí khác, chẳng hạn như ở đường dẫn mật trong gan. Vì thế, điều trị sỏi mật triệt để cần phối hợp nhiều phương pháp nhằm tác động đồng bộ và toàn diện lên hệ thống gan mật thông qua chế độ ăn uống khoa học. Có thể kết hợp thêm sử dụng thảo dược thiên nhiên lành tính, an toàn để dự phòng tái phát sỏi. Lưu ý sau khi mổ cắt túi mật. Chế độ ăn uống. Uống nhiều nước, bắt đầu bằng một ngụm nhỏ, sau đó tăng dần theo sức chịu đựng. Những ngày đầu sau mổ chỉ nên ăn thức ăn dạng lỏng, dễ tiêu, sau đó dần ăn đặc lên, vừa ăn vừa thăm dò để tránh gây rối loạn tiêu hóa. Nên tiêu thụ nhiều chất xơ, hạn chế chất béo và đồ ăn chứa nhiều cholesterol. Chế độ sinh hoạt vận động. Rời giường ngay khi được cho phép và đi lại nhẹ nhàng để máu lưu thông tốt hơn, tránh táo bón hoặc liệt ruột sau mổ. Giữ cho vết mổ luôn khô ráo và sạch sẽ. Không mang vác vật nặng trong thời gian khoảng 4 đến 6 tuần sau mổ. Cuộc sống hạnh phúc, chỉ một nhúm lá cây quanh nhà cũng giúp não minh mẫn không bị teo. Não bị teo, lu lấn hoặc các hiện tượng tổn thương khác được gọi chung là lão hóa não. Trước đây, tình trạng này chỉ phổ biến ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, vài năm gần đây, hiện tượng lão hóa não đang có xu hướng trẻ hóa. Nhiều người xem nhẹ điều này vì nghĩ đó là một biểu hiện bình thường. Nhưng chỉ trong vòng vài năm, bạn sẽ thấy được điều tồi tệ nhất đến với mình. Não bộ là cơ quan nhạy cảm nên mọi tác động đều khó có thể lường trước được điều gì. Kể cả dùng thuốc hoặc dụng cụ hỗ trợ cũng chưa chắc giúp não phục hồi như ban đầu. Tuy nhiên, nếu biết sử dụng những loại cây lá quanh nhà này, bạn sẽ không còn lo hiện tượng não cá vàng ghé thăm mình nữa. Đây đều là những phương pháp dân gian được nhiều người áp dụng
bạn hoàn toàn có thể tham khảo cho mình. Cây đinh lăng. Cây đinh lăng được Hải Thượng Lãn Ông, ông tổ của ngành thuốc nam, gọi tên là nhân sâm cho người nghèo. Theo y học cổ truyền, rễ đinh lăng có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thông huyết mạch, bồi bổ khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu ở các cơ quan. Còn theo nghiên cứu khoa học, dung dịch cao đinh lăng giúp não tiếp nhận và xử lý thông tin tốt hơn. Người xưa thường ăn lá đinh lăng non hoặc uống thân, rễ cây đinh lăng phơi khô như một vị thuốc bổ não rẻ tiền nhưng đầy hiệu nghiệm. Trong mỗi bữa cơm, bạn có thể dùng lá đinh lăng cuộn với thịt luộc, ăn kèm như một loại rau sống cũng rất tốt. Cây thông đất là một cây thuộc dạng thảo mộc, có thân nhỏ, thường mọc nơi ẩm ướt ở những vùng quê Việt Nam. Cây thông đất từ lâu đã là vị thuốc hữu hiệu dành riêng cho não. Từ những năm 1984, khoa học thế giới như chấn động khi chiết xuất ra hoạt chất huperzine A từ cây thông đất. Chất này có thể dễ dàng xuyên qua hàng rào máu não và tác động trực tiếp lên các tế bào thần kinh não bộ, củng cố khả năng hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Đặc biệt hơn, hoạt chất quý hiếm này điều trị khá tốt căn bệnh Alzheimer, một trong những chứng bệnh gây tao não và lão hóa não cục bộ cực nguy hiểm. Người ta thường dùng lá cây thông đất nấu như nước chè để uống mỗi ngày, nên bạn thử bắt chước xem sao nhé. Cây bạch quả. Người Trung Quốc, Tây Âu và Nam Mỹ thường truyền tay nhau một phương thuốc chống tao não đơn giản mà hữu hiệu mang tên bạch quả. Bạch quả được gọi là ngân hạnh hay công tụ, có xuất xứ từ Trung Quốc, gần đây được đưa về trồng ở Việt Nam. Dược tính của cây bạch quả được chứng minh là giúp não tống khứ những thứ rác và chất bẩn ra bên ngoài, lưu thông khí huyết, cải thiện trí nhớ, tăng cường sức mạnh cho các sợi thần kinh để chúng luôn minh mẫn và dẻo dai. Trong lá cây bạch quả có chứa các hoạt chất mạnh mẽ, chứa được nhiều chứng bệnh vô cùng nguy cấp, trong đó có tổn thương não. Vì thế, người ta thường uống nước lá cây bạch quả để cải thiện chức năng hoạt động của não thay vì đi châm cứu. Mùi tây và húng tây. Nghiên cứu mới vừa được công bố tại Brazil cho thấy hai loại rau gia vị này chứa dồi dào hoạt chất flavonoid apigenin, một loại chất bổ dành riêng cho não bộ. Theo nghiên cứu, flavonoid apigenin giúp tăng cường sự kết nối của các tế bào thần kinh và thậm chí biến các tế bào gốc trở thành các tế bào thần kinh. Quá trình phức tạp này rất khó diễn ra. Tuy nhiên, chúng lại dễ dàng hình thành nhờ hoạt chất có trong hai loại gia vị quen thuộc này. Nghiên cứu cũng chỉ rõ, chức năng của não sẽ được cải thiện rõ rệt và hệ miễn dịch của não bộ sẽ luôn khỏe mạnh, chống lại được các bệnh nguy hiểm như Alzheimer và Parkinson khi bổ sung hai loại rau này vào chế độ ăn hàng ngày. Có thể nói, các chứng bệnh về não luôn khiến chúng ta mệt mỏi và tốn kém trong chữa trị. Ngoài các thăm khám và điều trị theo phương pháp Tây y tại bệnh viện chuyên khoa, thì việc sử dụng những thảo dược dễ tìm, bình dân nhưng lại vô cùng hiệu quả đối với sức khỏe của hệ thần kinh cũng rất được tin dùng. Tuy nhiên, để an toàn cho sức khỏe, trước khi dùng các phương pháp dân gian này, bạn nên tham vấn ý kiến của bác sĩ. Cuộc sống hạnh phúc, những tiên dược thiên nhiên quen thuộc và hiệu quả, đặc biệt không gây tác dụng phụ. Những thực phẩm thơm ngon bổ dưỡng từ ngàn đời nay đã nuôi nấng biết bao thế hệ, cung cấp và bổ sung bao dưỡng chất cần thiết để con người có thể sinh trưởng và lao động. Hơn thế nữa, một số loại thực phẩm còn có tác dụng làm thuốc thiên nhiên, giúp bồi bổ, điều chỉnh các trạng thái không đúng đắn cho cơ thể. Thuốc bổ thận thiên nhiên, củ mài, hoài sơn. Danh y Lý Thời Chân đời nhà Minh chỉ ra rằng củ mài ức thận khí, kiện tỳ vị. Theo đông y, củ mài có công hiệu sinh tinh cố thận, do đó người thận hư có thể thường xuyên ăn củ mài để bổ thận. Thuốc chống dị ứng, nấm kim châm. Nấm kim châm có chứa một loại protein có thể ức chế hen, viêm mũi, viêm da cơ địa. Người không bị bệnh dị ứng cũng có thể ăn nấm kim châm để tăng cường hệ miễn dịch. Thuốc dạ dày thiên nhiên, bắp cải. Bắp cải giàu chất xơ được coi là thuốc dạ dày thiên nhiên trong căn bếp. Người bị loét dạ dày gây đau bụng, khó chịu kéo dài có thể ăn nhiều bắp cải.
Đó là nhờ bắp cải có chứa chất giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày. Thuốc giảm đau thiên nhiên, gừng. Gừng không chỉ là một loại gia vị giúp món ăn thêm hấp dẫn, hơn thế nữa còn có tác dụng giảm đau vô cùng hữu hiệu mà không gây tác dụng phụ. Đối với cảm mạo phong hàn gây đau đầu, có thể lấy gừng tươi thái lát, hơi lửa cho nóng trong khoảng 3 phút, sau đó áp vào huyệt phong trì, rồi dùng ngón tay xoa nhẹ. Huyệt phong trì ở chỗ lõm của bờ trong cơ ức đòn trúng và bờ ngoài cơ thang bám vào đáy hộp sọ. Đối với đau lưng và đau đầu gối, có thể lấy gừng cắt thành lát, cho vào nước muối đậm đặc rồi đun chín, sau đó áp lên lưng và đầu gối. Thuốc ngủ thiên nhiên, chuối tiêu. Chuối tiêu không chỉ ngon miệng và bổ dưỡng, mà còn là một loại thuốc ngủ thiên nhiên. Ngoài tác dụng bình ổn hai loại hormone liên quan đến giấc ngủ là serotonin và melatonin, chuối tiêu còn chứa nhiều magie giúp cơ thể thả lỏng, dễ dàng đi vào giấc ngủ. Thuốc hạ mỡ máu, táo mèo. Người mỡ máu cao dễ bị xơ vữa thành mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Quả táo mèo hay còn gọi là sơn tra có tác dụng hạ mỡ máu rõ rệt do tăng bài tiết mỡ xấu. Vitamin tự nhiên, dâu tây. Dâu tây còn được gọi là thuốc vitamin sống. Dâu tây chứa nhiều vitamin C, gấp 3 lần cam quýt, gấp 10 lần quả táo, nho. Hơn nữa, còn chứa nhiều chất thiết yếu đối với cơ thể, giá trị dinh dưỡng rất cao. Thuốc hạ đường huyết thiên nhiên, mướp đắng. Nghiên cứu cho thấy, mướp đắng chứa chất tương tự insulin, có tác dụng hạ đường huyết, rất tốt cho người tiểu đường. Thuốc cảm mạo thiên nhiên, chanh. Chanh có thể giúp giảm cảm mạo nhờ chứa nhiều vitamin C. Lấy quả chanh cắt lát, ngâm muối. Khi bị cảm mạo, có thể uống chén nước chanh nóng sẽ làm giảm các triệu chứng cảm mạo. Thuốc chống lão hóa thiên nhiên, quả nho. Ăn nho tốt nhất là ăn cả vỏ. Phần thịt và vỏ nho đều chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên, do đó có tác dụng chống lão hóa. Thuốc chống nắng thiên nhiên, cà chua. Cà chua là một trong số các thực phẩm chống nắng từ bên trong tốt nhất. Cà chua giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, do đó giúp tăng cường sức đề kháng của làn da trước ánh nắng mặt trời. Ăn cà chua chín sẽ hiệu quả hơn ăn sống. Thuốc hạ áp thiên nhiên, cần tây. Trong cần tây có chứa chất hóa học tự nhiên apigenin giúp giãn mạch, chống tăng huyết áp. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rau cần có tác dụng hạ huyết áp rõ rệt. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.